sư, nếu với thời lượng cho phép của các buổi vấn đáp, sư có thể nói qua về các tầng thiền định không? Hoặc sư có thể cung cấp một số tài liệu, video giảng rõ, dễ hiểu về đề tài này? Thì càng quý, con nghe nói ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước đây từng bỏ nhà lên núi để ngồi thiền 49 ngày. Sau khi trở về thì theo lời kể của vợ ông, ông Vũ dường như thành một con người khác, kiểu như mắc chứng hoang tưởng và điên loạn, trong số những người thực hành thiền hiện nay số lượng gặp tình trạng hoang tưởng về những gì được thấy những gì được chứng như ông Vũ có lẽ cũng không ít. Vậy sư có thể cho con và cũng như các quý Phật tử khác đã đang và đã, đã đang và đang muốn thực hành à, thực tập thiền những hành trang cần thiết để quá trình thực tập mang lại kết quả tốt không? thứ nhất là mình nói về cái tài liệu thì nhớ dùm nha bất kỳ một cái phương pháp thiền nào mà đúng đắn thì đều dựa theo những tài liệu sâu và quý vị có thể tìm ở trên mạng thứ nhất là thanh tình đạo ừ. đấy tha hồ coi ha cái thứ hai đó là phân tích đạo để phân tích đạo nha coi dùm à, tham khảo mấy cái này à, cái thứ ba đó là kinh à, nếu mà tu tứ niệm xứ thì mình có kinh à, đại niệm xứ đấy có kinh đấy. đại niệm xứ thì các cái thiền ấy, chúng ta phải phụ thuộc vào những tài liệu này để chúng ta có cái để tham khảo đương nhiên nếu như quý vị có kiến thức về a à, tỳ đàm thì nó càng tốt nhưng mà tối thiểu là chúng ta nắm những cái này trong những cái này đó uh, quý vị không cần phải đọc hết đâu mà mình uh, lựa ra mình đọc thôi ví dụ như mình thực hành đề mục thiền casino đất ừ? thì mình mở cái mục casino đất ra ở đó có hướng dẫn chi tiết hướng dẫn chi tiết nha rồi uh, mình muốn hành thiền hơi thở thì mở thiền hơi thở ra mình muốn biết những cái chướng ngại gì cần tránh khi hành thiện hơi thở thì mình mở cái phần đó ra đấy chứ không cần phải đọc hết tại vì tại cái gọi là cái trí của mình cái khả năng tiếp thu của mình có hạn mình đọc hết thì nó đương nhiên nó sẽ trở nên nó khó khăn còn nếu như mình chỉ đọc một phần thôi đó thì nó không đến nỗi như vậy Và một cái vấn đề nữa đó là quý vị nói cái chuyện mà ông đặng Lê Nguyên Vũ mà ông bị hoang tưởng và điên loạn ấy thì nói thẳng là mình không có thần thông. Cho nên mình không có lạm bàn về chuyện này, bởi vì suy không biết, suy không chắc. À, nhưng mà nó có một thực tế đó, là khi cái tâm định của mình nó trở nên thâm sâu nó trở nên mạnh mẽ nó tĩnh lặng thì những sự tưởng tượng của mình nó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ ví dụ mình tưởng nha mình tưởng là có một vị trời xuống giảng đạo cho mình nghe thì khi mà cái định của mình ấy mình đang mình ngồi yên tĩnh lặng nha và cái định của mình nó trở nên càng ngày càng kiên cố thì tự nhiên mình sẽ nghe âm thanh giống như âm thanh của trời và thậm chí mình thấy một vị y như là một vị trời và nói cái gì đó để cho mình nghe mình nghĩ là họ đang nói pháp nhưng nó hoàn toàn do sự tưởng tượng của mình. Và nếu như mà mình chạy theo nó là mình bị đi điên. Bởi vì cái nhân vật nó không có thật. Mà do cái tưởng của mình, ý, tưởng của mình nó tạo ra. Thành ra chúng ta gọi đó là tà định còn muốn mà chúng ta có được cái định nó tốt định nó đúng thì nên tham khảo nên tham khảo những cái tác phẩm mà sư vừa nói thứ nhất là thanh tịnh đạo thứ hai là phân tích đạo ừ. à, và cái uh, đại niệm xứ xem thực hành và chúng ta nên tìm một vị thầy um, có khả năng tin tưởng được và vị thầy này cũng không có không có bất cẩn trong cái chuyện xác định cái sở chứng của mình tức là sở chứng của người của vị hành giả đó ví dụ như mình nói là mình thấy cái hơi thở của mình ấy nó trở nên sáng trong thì vị này phải có nhiều phương cách để mà xác định rõ là cái mình thấy có đúng hay không để mà vị đó hướng dẫn mình đi tiếp theo rồi khi mà mình kể mình kể những cái triệu chứng những cái biểu hiện của sơ thiền thì vị đó phải có những cách để kiểm chứng để kiểm tra là mình có đúng là sơ thiền hay không chứ không phải là nghe mình nói mình có những triệu chứng sơ thiền là vị này vỗ tay nó ờ à, vậy anh đạt sơ thiền rồi cẩn trọng cái đó nha ừ, bởi vì um, bây giờ vị thầy dạy thiền mà um, kinh nghiệm thì cũng có nhưng mà nhiều hơn là những vị uh, dạy mà dựa trên sách vở uh, thì có đôi khi các vị đó không có sự cẩn trọng trong cái việc uh, xác định sợ chứng của hành giả ừ. thì đây là chỉ những cái lời khuyên của sư và um, sư nói một điều có thể là quý vị một số vị sẽ nói là sư tạo cho quý vị một cái uh, chướng ngại trong cái chuyện tu đó là gì nên có sự thận trọng trong bất cứ cái gì mình nghe mình thấy ví dụ như mình hành thiền mà mình thấy cái gì nó hơi lạ ví dụ như thấy ánh sáng rồi thấy cái này cái kia đó mình phải cẩn trọng mình phải cẩn trọng hết sức cẩn trọng sợ thì không phải sợ nhưng mà cẩn trọng cẩn trọng đối với nó nhé thì sư chỉ có thể nhắc nhở quý vị như vậy thôi còn cụ thể như thế nào á thì um, phải hướng dẫn từng người mới biết được chứ như sư nói uh, sư rất là ngại và sư không muốn um, trình pháp online